tâm làm giàu để cứu vợ khỏi ách nô lệ, người đàn ông này đã phát minh ra phương pháp giặt khô siêu việt. Phương pháp giặt khô bắt nguồn từ câu chuyện của một cô hầu vụng về làm rớt một ít dầu hỏa lên khăn trải bàn dính mỡ. Dầu hỏa nhanh chóng bay hơi và cô thấy chỗ vải bị đổ dầu hỏa đó lại sạch hơn những chỗ khác. Sau tai nạn đó, người ta đã thí nghiệm rất nhiều để xác định loại dung môi nào tốt nhất để tẩy vết mỡ. Họ lần lượt thử qua các chất như dầu thông, dầu hỏa, chất lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ, xăng và dầu long não. Và Thomas Jennings, một thợ may và cũng là một nhà phát minh người Mỹ, đã trở thành người đầu tiên sử dụng phương pháp giặt khô này để làm sạch những quần áo vải vóc không thể giặt theo cách thông thường. Đầu tiên, Jennings sẽ ngâm quần áo trong các bồn chứa đầy dầu thông, sau đó đưa vào máy giặt rồi phơi cho dầu thông bay hơi hết. Phương pháp này của ông được cấp bằng sáng chế năm 1821. Sau đó ông đã kinh doanh dịch vụ may mặc và giặt là rất thành công ở New York. Nhờ sáng chế này, Jennings đã có đủ tiền để mua sự tự do cho vợ và con ông. Mặc dù sau này phương pháp giặt khô đã được tối ưu hơn bằng cách thay thế dầu thông thành các loại dung môi khác để phòng ngừa hỏa hoạn,